Rồi, bây giờ em review mấy review máy nha cả nhà, em có mấy máy tính bảng, review máy tính bảng nha. Lúc nào máy tính bảng cũng có hết. Các anh chị nhớ đăng ký kênh để có nhiều video mới xem và mua được nhiều dòng điện thoại nha. Ưng ý mình. Rồi, iPad 3 nha, iPad 3 cây này 32 GB xài SIM. Phiên bản LA của Mỹ. Full chức năng. Tải sẵn nè, chơi game luôn nha. Em tải sẵn tất cả các ứng dụng cho các anh chị game nè. iPad 3 32 GB xài SIM. Giá 1 triệu 100 ngàn cho cô bác anh chị 10 inch nha. 1 triệu 100 ngàn 10 inch. Cho xem hàng trước lúc nhận hàng, tình trạng sao báo anh nha. Cái này đẹp trên 80%. Rồi iPad 4, em có iPad 4 nha. 16 GB không xài SIM thì 1 triệu 400 ngàn cũng 10 inch luôn. 16 GB xài SIM thì 1 triệu 500 ngàn. Em cũng tải sẵn tất cả các ứng dụng luôn nha. Có anh chị mình chỉ mua về xài thôi. Còn tài khoản không có thì em cho mượn tài khoản xài luôn. Rồi iPad 4 cây này là 16 GB xài SIM 1 triệu 500 ngàn cho cô bác anh chị. Rồi 32 GB luôn nha. Còn ốp da này thường là em mua 130, em lấy cô bác anh chị 100 ngàn thôi nha. Khách nào có nhu cầu mua ốp da thì em mua giùm thôi. Rồi cây này 32 GB xài SIM 1 triệu 600 ngàn. 32 GB không xài SIM thì 1 triệu 500 ngàn. Em có mấy cái máy tính bảng thôi, giờ em review điện thoại nha cả nhà. Rồi. Nay em review Redmi nha. Redmi 5 nha. Redmi 5 chứ không phải C nha. Redmi 5 màn hình 6.5, pin thì 5.000 luôn. Cái này 64 GB, Android 10 chấm, màn hình 6.5, pin 5.000, đánh game liên quân Free Fire được nữa nha. Cái dòng Redmi này đánh game rất là mạnh nha cả nhà. Rồi, Redmi 5 giá 1 triệu 500 ngàn cho các anh chị 2 SIM 1 thẻ nhớ. Khách trước xài còn dán mũ nha, em không lột ra luôn. Máy đẹp trên 85%. Giá 1 triệu 500 ngàn cho các anh chị luôn. Redmi 5 full chức năng luôn. Test cảm ứng cho các anh chị nè. Bên em là cho xem hàng trước lúc nhận hàng, tình trạng sao báo hết nha cả nhà. Các anh chị khỏi lo vấn đề mà máy móc ha. Bên đây là em cho xem hàng, hàng y hình y video luôn. Rồi Redmi nữa nè, Redmi nữa nè. Redmi 5, Redmi C20, Redmi C20 màn hình 6.5, pin cũng 5.000 luôn. Đặc biệt cái dòng Redmi á thì pin nó 5.000 không nha cả nhà, với màn hình nó to nha. Màn hình 6.5. Cái này là C20. C20 C11 cũng nó luôn nha. 32 GB, Android 10 chấm luôn. Đánh game liên quân Free Fire được, máy mạnh luôn nè, bo nè. Máy là đẹp trên 80, 85, 90%, 95% luôn nha cả nhà. Từ 80% trở lên không? Cây này đẹp 90% nha. Giá 1 triệu 250 ngàn cho các anh chị đánh game liên quân Free Fire được, chuyển khoản ngân hàng, xài tất cả các ứng dụng Zalo, Facebook, YouTube, TikTok. 1 triệu 250 ngàn mà pin 5 ngàn luôn nha cả nhà. Rồi tiếp theo, rồi tiếp theo em cũng có cây mi nữa nha. Em review cây mi nữa. Mi, cái dòng mi này dễ bán, nhập về rồi dễ bán lắm. Với lại pin nó 5.000, dung lượng nó cao, dễ bán nha cả nhà. Redmi này màn hình cũng 6.5 luôn, pin thì cũng 5.000 luôn. Đánh game liên quân Free Fire được, chuyển khoản ngân hàng, xài tất cả các ứng dụng. Redmi 9C nha, Android cũng 10.3, 32 GB. Rồi 1 triệu 300 ngàn cho cô bác anh chị nha. 1 triệu 300 ngàn Redmi 9C. Rồi tiếp theo Samsung J7 Pro, em có màu xanh ngọc nha. Màn hình thì 5.5, J7 Pro màn hình 5.5, pin thì 3.600, full chức năng, xài Zalo, Facebook, YouTube, TikTok, đánh game liên quân Free Fire được luôn nha cả nhà, chuyển khoản ngân hàng luôn. 1 triệu 200 ngàn cho cô bác anh chị luôn. J7 Pro 1 triệu 200 ngàn. Rồi tiếp theo Samsung A02. A02 màn hình thì 6.5, pin thì 5.000, RAM 3 32 GB, Android nó, để em vừa coi nó bao nhiêu chấm nha. Pin nó thì 5.000 đó, dán cường lực rồi nha. Android nó tới 12 chấm luôn nha cả nhà. Full chức năng luôn, đánh game luôn, full Free Fire được, chuyển khoản ngân hàng, tất cả các ứng dụng. Rồi, cây này giá 1 triệu 600 ngàn cho cô anh chị. Bên em bán hàng là hàng chính hãng nha, không bán đồ Trung Quốc, không bán đồ tầm bậy tầm bạ cho khách. Bên em bán hàng là tình trạng sao báo hết. Máy móc là bán cho cô anh chị, là em tư vấn cận kẽ cho cô anh chị. Rồi tình trạng máy làm sao sao em nói hết cô anh chị.
Bán máy là không ám ô độ mực bể màn hình gì hết. Báo tình trạng máy hết cho khách. Máy ok nghiêm chỉnh. Bên em bán hàng là có sao nói vậy nha cả nhà. Rồi 1.600.000 cho cô anh chị. A02S. Rồi, hình thức bán hàng bên em là cọc giùm em 100k nha. Cô anh chị nào có tài khoản chuyển khoản giùm em cảm ơn. Không có tài khoản thì cứ cọc cạc điện thoại giùm em ha. Cái gì thoại hội thì Viettel Mobile Vina gì giùm em. Còn cô anh chị nào có tài khoản chuyển khoản giùm em cảm ơn. Không có tài khoản thì cọc cạc. À, cọc xong cho em tên, địa chỉ, số điện thoại em ship trừ cọc ra nha cả nhà. Ví dụ cái máy 1.700.000 đi, cô anh chị cọc em 200k thì trừ ra. À, còn 1.500.000 nhận máy là em bao ship cho cô anh chị. Còn cái mà cô bán chị nào cộng 100k thì mình cộng phí ship vô giùm em. Rồi mình trừ tiền cọc ra giùm em. Còn cô bán chị nào mua hàng ở đâu mất tiền cọc em không biết ha. Mua hàng kinh thiết, hàng TV không mất đồng nào nữa. Hồi đó giờ em nhận đơn của khách, em nhận cọc là em ship hàng nha. Không bao giờ ship hàng tầm bậy cho khách. Rồi tiếp theo Oppo nha. Oppo A9 2020 128GB. Màn hình 6.5, pin 5.000 luôn. Giá 2.050.000 cho cô bán chị nha. 2.050.000. Máy màu xanh trắng. Full chức năng nha cả nhà. Android 11 chấm RAM 8 cộng 3 là 11 RAM. 128GB 2.050.000. Rồi. Tiếp theo Oppo. Oppo. Em vô cấu hình cài đặt máy nha. Oppo A53 màn hình thì 6.5 luôn, pin thì 5.000 luôn. Android thì 12 chấm, RAM 4 cộng 1 cộng 3 nha, RAM 4 cộng 3 là 7 RAM nha. 7 RAM 128GB Android 12 chấm Oppo A53. 2.100.000 cho cô bánh chị luôn nha. 2.100.000 A53. Máy màu xanh. Rồi, tiếp theo Vivo nha. Vivo màn hình thì 6.5, pin thì 5.000, RAM 3 32GB, V2026. Còn gọi là Y12 nha. Y12 2021. Đánh game liên quân Chi-Fi được, chuyển khoản ngân hàng tất cả các ứng dụng. Full chức năng. Giá 1.650.000 Vivo. 1.650.000. Rồi tiếp theo Realme nha. Realme C3. Màn hình 6.5, pin 5.000 luôn. 32GB. Redmi C3 Android 10 chấm. Đánh game liên quân Chi-Fi được, máy mạnh luôn. 1.400.000 cho cô bánh chị luôn. 1.400.000 C3. Rồi, Samsung A10. A10 em có hai màu nha. Màu đỏ và màu xám, màu đen. A10 màn hình thì cũng 6.6.1, 32GB full chức năng. Tất cả các ứng dụng test cam nè, camera trước nè, sau và trước. A10 xài Zalo, Facebook, YouTube, TikTok luôn. Giá 1.100.000 cho các anh chị nha. A10 1.100.000. Samsung A10s màn hình cũng 6.6.1, 32GB. Em test cam cho các anh chị nè. Camera trước nè, sau và trước. A10s 2 SIM 1 thẻ nhớ. Giá 1.200.000 cho các anh chị. Rồi em có cái A10s nữa nha, màu đen luôn. Màn hình cũng 6.6.1, 32GB. Full chức năng. 1.200.000 cho cô bánh chị luôn. A10s. Samsung A02. A02 màn hình 6.5, pin 5.000, máy màu xanh. Em vô em tách lo cho cô bánh chị luôn nha. Máy trước lúc nhập về bán cho cô bánh chị em đã tách ok nghiêm chỉnh hết từ chi tiết nha. Camera trước, camera sau, dung lượng, cảm ứng này kia luôn nha.
Em bán máy cho khách nha, quan trọng nhất là màn hình và pin của anh chị, khỏi lo hai vấn đề đó. Rồi cây này giá 1 triệu 500 ngàn cho cô anh chị luôn. A02 1 triệu 500 ngàn, 32 GB, 32 GB A0 M02 luôn nha. Cây này M02. Màn hình cũng 6.5, pin 5 ngàn luôn. RAM 3 32 GB. Xài TikTok, Zalo, Facebook, YouTube, TikTok luôn ha. Android nó cao nha, mấy cái dòng pin 5 ngàn thì Android nó cao. M02 Android nó 11 chấm nha. Cái này là M02 Android 11 chấm. 1 triệu 450 ngàn cho các anh chị luôn. Pin 5 ngàn, 1 triệu 450 ngàn. Vivo luôn. Vivo. Cái này đẹp trên 95%. Vivo. Màn hình 6.4, 6.5 gì. Cái này là màn hình 6.4, 6.5. Vivo. Android 12 chấm nhân RAM 464 GB. QTC hỗ trợ sạc nhanh, máy đời mới, 2 SIM, 1 thẻ nhớ luôn. Rồi 1 triệu 950 ngàn cho quán chị luôn, 1 triệu 950 ngàn. Rồi, tiếp theo em có Samsung A51 nha. Bo nè cả nhà, A51. Màn hình thì 6.5, pin thì 4 ngàn. Đây, vân tay trên màn hình nha. A51. Rồi 2 triệu 600 ngàn cho cô bác chị nha. RAM 6 128 GB, màn hình 6.5, pin 5, pin 4 ngàn nha. Pin 4 ngàn. Màn LED. Màn AMOLED nha. 2 triệu 600 ngàn A51. Rồi tiếp theo em có A31 luôn. A31 màn hình thì 6.4, pin thì 5 ngàn. Full chức năng luôn, cũng RAM 6 128 GB. A31. RAM 6 128 GB, máy màu xanh. Tặng ốp lưng dây sạc cho các anh chị luôn. 2 triệu 400 ngàn nha. A31 2 triệu 400 ngàn. Rồi tiếp theo Samsung A14. A14 màn hình thì 6.6 mấy nha. Để như là 6.7 nha. 6.6 mấy cũng như 6.7. A14. Android nó tới 13 chấm lên nha cả nhà. RAM 6 128 GB, A14 Android 13 chấm. RAM 6 128 GB. 2 triệu 500 ngàn cho cô anh chị nha. 2 triệu 500 ngàn. Tặng ốp lưng dây sạc cho cô anh chị luôn. Máy màu đen luôn. A14 2 triệu 500 ngàn cho cô anh chị luôn. Samsung A50. A50 em có hai cây nha, một cây RAM 464, một cây 128 GB nha. Phiên bản đặc biệt, máy màu trắng luôn. Màn hình thì cũng 6.4. 6.4, pin thì 4.000, Android 11 chấm, RAM 464 GB, RAM 6 128 GB, RAM 6 128 GB, RAM 6 128 GB, máy màu trắng, tặng ốp lưng dây sạc QTC ở trợ sạc nhanh 128 GB thì giá 2 triệu nha cả nhà. A50 phiên bản đặc biệt giá 2 triệu, RAM 464 GB, 1 triệu 800 ngàn cho cô anh chị luôn. 1 triệu 800 ngàn, máy màu trắng luôn. A50 full chức năng nha. Rồi tiếp theo em có iPhone nha. Em review iPhone 13 đầu mắt nè, 13 vừa mắt. Máy màu xám đen, 1 triệu 800 ngàn cho cô anh chị nha. 13 đầu mắt 1 triệu 800 ngàn. Rồi tiếp theo có 14 lò mắt nha. 14 lò mắt màu tím than. Màn hình thì 6. Màn hình thì 6 chấm mấy. 14 lò mắt. Đây em vô cấu hình cài đặt máy cho cô anh chị nè. Dung lượng thì 1024 GB nha. 2 triệu 300 ngàn màu tím than. 1024 GB. Rồi iPhone nha, iPhone 6 Plus. 6 Plus cây này là còn vân tay nha, vân tay còn đầy đủ. 64 GB nha, 6 Plus 64 GB, vân tay còn đầy đủ. Giá 1 triệu 550 ngàn cho các anh chị nha. Màu bạc đẹp trên 80-90% nha, màu vàng.
Rồi 6 ớt lút màu hồng nhạt. 6 ớt lút màu hồng nhạt, vân tay còn đầy đủ. Màn hình thì 5.5 nha. Phiên bản LA của Mỹ 64GB vân tay còn đầy đủ, 1 triệu 7 50 ngàn cho cô anh chị luôn. 1 triệu 7 50 ngàn. 6 ít lút màu hồng nhạt. Rồi tiếp theo em có 6 lút nữa nha. 6 lút kè này 64GB. Sáu lút đến dương coi cây này như ghi nha. Cây này 16GB nha. 6 lút cây này 16GB. Dân tay còn đầy đủ hả? Vừa coi dân tay. Dân tay còn đầy đủ nha. 16GB dân tay còn đầy đủ. 1 triệu 450 ngàn cho cô anh chị nha. 1 triệu 450 ngàn. Rồi tiếp theo năm thường nha. Năm thường cũng tải sẵn tất cả các ứng dụng cho cô anh chị luôn. Giá là 600 ngàn cho các anh chị nha. iPhone 5 thường 16GB 600 ngàn. iPhone 4 nha. Nghe gọi YouTube. iPhone 4 400 ngàn cho các anh chị luôn. iPhone 4 400 ngàn. Rồi tiếp theo Samsung A03. Màn hình 6.5, pin 5 ngàn. Android nó 11 chấm, 13 chấm nha. A03 này Android nó 13 chấm. Độ sáng là tự động nó chỉnh nha. Chế độ sáng màn hình là tự nó chỉnh, từ từ nó sáng lên. Xài vậy nó không hư mắt. A03 màn hình 6.5 pin 5000. Android 11 chấm, full chức năng luôn. Rồi cây này là giá là 1 triệu 550 ngàn cho các anh chị nha. 1 triệu 550 ngàn. Rồi M30 màn hình thì 6.4, pin thì 5000, RAM 464GB. 1 triệu 700 ngàn cho các anh chị luôn nha. 1 triệu 700 ngàn. Rồi tiếp theo iPhone 7 LED 32GB phiên bản LA của Mỹ. Vân tay còn đầy đủ nha. 32GB vân tay còn đầy đủ phiên bản LA của Mỹ. Rồi 2 triệu 400 ngàn cho các anh chị nha. 2 triệu 400 ngàn iPhone 7 LED. Rồi tiếp theo Samsung A03. A03 màn hình thì 6.5, pin thì 5000, 32GB, A03 Core nha. Máy màu xanh, cây này là A03 Core, pin 5000 luôn. Rồi giá 1 triệu 450 ngàn cho các anh chị luôn. 1 triệu 450 ngàn A03 Core, pin 5000, 32GB. Rồi tiếp theo Oppo nha. Oppo A16, A15 chứ, A15S, A15. Cây này A15S màn hình 6.5, RAM 464GB, 1 triệu 850 ngàn cho cô bánh chị. 1 triệu 800 ngàn cho cô bánh chị nha. A15S RAM 464GB, 1 triệu 800 ngàn, full chức năng luôn, máy màu xanh ngọc. Rồi em có A15 nữa nha. RAM 32GB, máy màu trắng, màn hình cũng 6.5 luôn. Giá 1 triệu 650 ngàn cho cô bánh chị. 1 triệu 650 ngàn. Rồi em có cây Hawaii nha, bữa em có màu xanh, nay em về cây màu đen nha. Hawaii Y9 Dream, camera lồi thụt nha, 128GB. Đây camera lồi thụt 128GB. Rồi cây này là giá là 1 triệu 800 ngàn cho các bác anh chị nha. Y9 Dream 2019, 1 triệu 800 ngàn. Rồi Oppo luôn, 256GB luôn, màn hình 6.5, pin 5000 luôn. Oppo A31 256GB, pin 5000 luôn. RAM 8 256GB, full chức năng luôn. Giá 2 triệu cho cô anh chị luôn nha. 256GB giá 2 triệu. Rồi tiếp theo có Oppo F11 nha, cũng 256GB. Lâu lâu mới về được mấy cái dòng 256GB cả nha. Màn hình thì cũng 6.5, pin thì 5000, vân tay còn đầy đủ nha. Em cài mấy mật khẩu mấy số 0 nha. Vân tay còn đầy đủ. 2 triệu 50 ngàn cho cô bác anh chị luôn. F11 2 triệu 50 ngàn. Rồi tiếp theo có gì? Oppo A50. Đấy coi A54 hay A55 em quên rồi.
Oppo A54 màn hình 6.5 pin 5000. 128 GB nha, A54 128 GB. Máy màu đen, 2.100.000 cho cô bác chị luôn. Máy đẹp trên 90%. A55 luôn, màn hình cũng 6.5 pin 5000 luôn. 64 GB. Full chức năng. RAM 4 cộng 1 là 5 RAM, 64 GB, đánh game liên quân chi phai được. Máy đẹp trên 95%, giá 2 triệu nha cả nhà. Giá 2 triệu luôn. Huawei Nova 3i. RAM 4 128 GB. Rồi cây này là giá 1 triệu 400 ngàn cho quá anh chị luôn. Huawei 3i 1 triệu 400 ngàn. Rồi tiếp theo Samsung A30S. Màn hình 6.4 pin 4000, RAM 4 64 GB luôn. A30S 1 triệu 700 ngàn. 1 triệu 750 ngàn cho cô anh chị luôn nha. 1 triệu 750 ngàn A30S. Rồi em có về A50S luôn ha. A50S màn hình cũng 6.4. Pin thì cũng 4000, RAM 4 64 GB luôn. A50S. 1 triệu 800 ngàn cho cô anh chị luôn nha. 1 triệu 800 ngàn. A50S. Rồi, tiếp theo. Samsung A21S màn hình thì 6.5 pin 5000, cây này phiên bản đặc biệt RAM 6 64 GB. Giá chờ lời lớn giùm em, vân tay còn đầy đủ ha. Giá 2 triệu lẻ 50 ngàn cho cô anh chị luôn nha. 2 triệu lẻ 50 ngàn. A21S làm YouTube, TikToker, bán hàng online tất cả các ứng dụng luôn nha. 2 triệu lẻ 50 ngàn cho cô bác anh chị luôn. G7G màn hình 5.5 luôn, 32 GB. Xài Zalo, Facebook, YouTube, TikTok luôn. Giá là 950 ngàn cho cô bác anh chị luôn. 950 ngàn. Rồi Thúy An xin kết thúc video ở đây. Mong quý cô bác anh chị xem clip của Thúy An cảm thấy hay, nhấn chuông đăng ký kênh, chia sẻ giùm em để em có động lực làm nhiều clip hay. Cả nhà mình xem cho bán được nhiều điện thoại cho cả nhà. Cả nhà buổi tối vui vẻ bên gia đình, hẹn clip sau.